Nằm dưới chân núi Chùa Thầy, Tinh Hoa Bắc Bộ là một vở diễn thực cảnh với nhà hát ngoài trời được xây dựng trên diện tích 1,75 hectare, bao gồm các hạng mục như khán đài 2.500 chỗ ngồi, một thủy đình đã được kỳ công xây dựng, mô phỏng giống với thủy đình trong Chùa Thầy với tỷ lệ 1:1. Phần cánh gà là những rặng tre, trúc gắn với đời sống văn hóa của người Việt từ bao đời nay. Điều đặc biệt của nhà hát thiên nhiên này là sân khấu nước có diện tích 4.300 m2, có thể di chuyển được theo từng màn diễn. Người xem hoàn toàn được thả hồn với thiên nhiên để cảm nhận rõ mùi đồng quê đậm đặc của hương đồng, gió nội, tiếng côn trùng giả dích. Thông qua cái vở diễn thì người ta có thể là biết được những cái nét văn hóa, truyền thống, đậm đà bản sắc dân tộc của vùng đồng bằng Bắc Bộ, châu thổ sông Hồng. Và người ta cũng cảm nhận rõ là khi đến xem vở diễn thì người ta đã hồi lại những cái kỷ niệm về cái đời sống của chính những người nông dân và chính những khán giả đó đã ùa về sau khi mà từng lớp lang của cái vở diễn được thể hiện ở Tinh Hoa Bắc Bộ. Trước khi bước vào khu biểu diễn thực cảnh, khán giả được hòa mình vào không gian xuân của làng quê Bắc Bộ với các lễ hội, đắm chìm trong làn điệu dân ca quan họ Bắc Ninh, biểu diễn chiếu chèo, tham gia các trò chơi dân gian, nhảy sạp, nhảy dây, ô ăn quan, thưởng thức những sản vật chợ quê địa phương như bánh nếp, bánh tẻ, ngô khoai, kẹo lạc, tham quan bảo tàng múa rối nước. Điều đặc biệt, du khách được trực tiếp trải nghiệm hoạt động dựng cây nêu ngày Tết, gói bánh chưng tái hiện nét đẹp Tết cổ truyền dân tộc. Sâu Tinh Hoa Bắc Bộ là một cái sâu diễn thực cảnh mà bọn mình đã nghe tiếng từ khá là lâu. Ngoài ra thì cũng sẽ có nhân dịp Tết thì bọn mình cũng sẽ được trải nghiệm những cái hoạt động mà như là chợ quê, ngày Tết hay là gói bánh chưng nữa. Kể cả không khí về thời gian, về không khí về thời tiết đều rất là thích hợp để mọi người có thể là tạm xa rời thành phố, đi một chút xa ra ngoài ngoại ô để đến thăm những cái khu vực như thế này. Chính du khách cũng không thể ngờ, chỉ ít phút sau, những người nông dân áo nâu trong các hoạt động của chợ quê sẽ trở thành những diễn viên trên sân khấu. Ở quê hương tôi thì làm nông nghiệp, cày cấy. Thế đến khi công ty tuyển vào cái vở Tinh Hoa Bắc Bộ này thì tôi xin đi, rất là phấn khởi. Tự nhiên mình không được ăn được học. Thế tự nhiên để được là diễn viên không chuyên của vùng đất Sài Sơn này cũng tự hào ra phết. Từ cốt truyện về thiền sư Từ Đạo Hạnh, vở diễn đưa du khách du hành vào đời sống của nông dân Bắc Bộ qua những màn biểu diễn âm thanh, ánh sáng cùng hơn 200 diễn viên. Phần lớn diễn viên tham gia thực cảnh là những nông dân của xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai. Vở diễn được chia làm 6 phần: thi ca, cõi Phật, hoài cổ, nhạc họa, an vui và ngày hội. Mỗi phần lại thể hiện cho văn hóa, tín ngưỡng, tinh thần của người Việt trong lao động, học vấn, tri thức, hội làng cùng các lĩnh vực nghệ thuật như điêu khắc, kiến trúc. Chúng tôi sẽ phải diễn ở dưới nước. Thì với sân khấu dưới nước, với ánh sáng và cái hiệu ứng thì nó có cái khó là một người diễn viên phải cảm nhận được. Chúng tôi phải cực kỳ thân thuộc với cái sân khấu này. Làm việc với các bác nông dân ở đây thì nó là một cái sự trải nghiệm mà rất khó có được của một người diễn viên khi được tham gia sâu Tinh Hoa Bắc Bộ. Với Tinh Hoa Bắc Bộ, nó là một sự gần gũi mộc mạc, làm sao người diễn viên thể hiện được cái nét chân thật và gần gũi nhất để truyền tải được toàn bộ thông điệp mà sâu muốn đem lại cho người xem. Trong vòng 60 phút giữa nền âm thanh và ánh sáng, cùng với thiết bị sân khấu hiện đại, những giá trị văn hóa, kho tàng nghệ thuật trình diễn đặc sắc của vùng đồng bằng Bắc Bộ được tái hiện sống động. Trong đó có những giá trị được UNESCO công nhận là di sản văn hóa của nhân loại như thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam Phủ của người Việt, các làn điệu dân ca quan họ. Cùng với đó, khán giả được hòa mình trong khung cảnh làng quê Việt, cảm nhận không khí và cùng thưởng thức những kết tinh văn hóa của vùng đất nghìn năm văn hiến. Những hình ảnh này bác đã từng làm rồi ở quê, bác cũng đi cấy, đi kéo vó, bắt cá, bắt tôm, bắt tép, chứng kiến hết. Cho nên bây giờ biểu diễn này bác cảm thấy rất là xúc động. Nó cảm động ấy, bởi vì kiểu như là bây giờ thật cảm động. Thật sự cảm động không nói được, nhưng mà
thật sự rất là hay và rất là ý nghĩa. Và hôm nay thì mình cũng có đưa mẹ già mình 80 tuổi đến đây xem thì bà cũng rất là phấn khích quá. Thì bà cũng có những cái vỗ tay cổ vũ này, bà hú hết thì bà cũng rất là phấn khích, bà vui. Và mình cảm thấy là mình cũng rất vui, mình cảm động ấy. Thì mình cũng sẽ viết lên cái trang page của mình để quảng bá cho những người nước ngoài người ta cũng biết. Sầu Tinh Hoa Bắc Bộ thực sự là điểm đến hấp dẫn để người dân, du khách du xuân trong những ngày đầu năm mới. Với mong muốn lan tỏa hơn nữa giá trị văn hóa Việt đến công chúng trong nước và bạn bè quốc tế, công ty Tuần Châu Hà Nội ưu đãi giảm 30% giá vé xem sầu thực cảnh Tinh Hoa Bắc Bộ vào ngày 17-18 tháng 2 năm 2024.